Và thì chào mừng các bạn quay trở lại với tập tiếp theo của Batman Arkham Knight. Phải nói là rất lâu rồi chúng ta mới có thể gặp lại nhau ở trong một cái tập mới của cái series này. Mình biết các bạn rất là nhớ cái series này. Và vì chúng ta đều biết là hôm nay chúng ta ở đây vì cái gì. Vâng, mình đã ngóng chờ rất lâu rồi. Phải đến hơn 3 tháng chúng ta mới có dịp lại được chạm tay vào cái tựa game rất là hấp dẫn, vô cùng hấp dẫn như thế này. Mình xin giới thiệu các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và chơi tiếp một cái cốt truyện nhỏ trong cái Batman Arkham Knight, đó là A Matter of Family, một cái series nhỏ, cốt truyện nhỏ của Batgirl. Nó có, các bạn có thể gọi là một cái DLC, bởi vì thực chất đây là một cái DLC đúng nghĩa luôn. Và hiện tại là cái công lao của chúng ta chờ đợi hiện tại đã được đền đáp. Cảm ơn Warner Bros rất nhiều, vì cũng như là các cái nhà phát triển game đã tung ra cái bản cập nhật mới cho chúng ta. À, mình nghe nói là sẽ có một vài chỉnh sửa về cái mảng đồ họa cũng như là nâng cấp lên, gọi là nói chung là tinh chỉnh lại những cái mà cái tựa game này đã làm thất vọng khán giả vào những cái ngày gọi là lần đầu ra mắt, trong những ngày đầu ra mắt. Thì mình hy vọng là cái công sức của họ trong quá trình vừa rồi sẽ được đền đáp xứng đáng, và mình hy vọng mình cũng sẽ được đền đáp xứng đáng, cũng như là một trong cũng như là những tất cả những cái game thủ trên PC được chờ mong cái bản patch mới ra cập nhật. Và hôm nay thì mình mới tải về thôi và mình rất nóng lòng và mình chỉ muốn chơi ngay. Và hiện tại chúng ta đã có thêm hai cái DLC, thì cái này nó là GCPD Lockdown, cái này là DLC của Nightwing. Nếu mà khi mà mình hoàn thành xong cái DLC Batgirl mà các bạn vẫn cảm thấy hấp dẫn mà muốn mình chơi thêm cái GCPD Lockdown, thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ xem ý kiến số đông và mình sẽ chiều lòng khán giả các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái episode DLC của Batman Arkham Knight, đó là A Matter of Family. Thì chúng ta sẽ xem cái cốt truyện là gì. Set before events of Bat Đây là cái bối cảnh sẽ diễn ra trước khi cái sự kiện Arkham Asylum. Chúng ta sẽ chơi Batgirl cũng như là kết hợp với Robin để có thể cứu cái cha của cô ấy, nghĩa là ông Gordon. Thì ở đây chắc cũng có nhiều bạn biết là Batgirl là con gái của Gordon mà, đúng không? Ok, và chúng ta sẽ let's go cùng chơi. Thì trước khi vào chơi thì nếu các bạn có yêu quý mình, hãy cho mình một like và một subscribe nếu các bạn chưa làm. Cái điều đấy nó ủng hộ tinh thần của mình rất là nhiều, chứ không có liên quan gì đến tiền nong cả. Nếu các bạn yêu quý mình, hãy thể hiện cái tình yêu của các bạn. Ok, let's go. Specifically said he'd kill him if Batman showed up. If anything happened to him, I don't know what I'd do. Don't worry, Barb. You got this. It's gonna be all right. How can you be so sure? Well, for one, Robin's a good luck. Oh yeah. Get back to the game, bros. Oh, cái gì? Vãi, mới vào đã bị ăn đòn rồi.
Mà mới vào bánh kiểu đùa trách đau rồi. Mình mới quên hết nút rồi này. Đây là lần đầu tiên mình vào quên hết sạch nút rồi. May quá vẫn còn nhớ lại được mấy cái đỡ. Không bị quê mặt. Sời. Oh yeah bros. Sời. Úi sợ. What? Sời. Thối đầu. Đã vãi. Yeah. Ôi đã xong rồi nhanh nhé. Ok, à còn thằng này nữa. Nhẹ nhàng vãi. Bây giờ chúng ta phải sử dụng cái remote hacking device. Ở đâu ta? Mà lâu không chơi, quên hết này. Đây, cái này đây. Đâu nhỉ? Úi dồi ôi, lại hack não à. Móa. Đấy, tay rung rung như sex toy rồi. Ôi vãi, mật khẩu là childhood. Mà xem bad girl rồi. Chờ bạn ngắm thoải mái nhá. Ngắm đã chưa? Ngắm đã rồi đi. Sexy vãi. Nghĩa là nguyên bộ đồ là không hở một chỗ nào luôn. Nhưng mà các bạn có thể nhìn chỗ nào ra chỗ đấy luôn. Khúc nào ra khúc đấy. Đúng như kiểu người mẫu Victoria's Secret. Đúng là tạo dáng đẹp phải hàng. Rồi đi đâu ra? Úi dồi ôi, nó nhốt bố của Badger ở tận trên đấy kìa. Xa thế. Con này có sử dụng được cái bắn điện không? À bắn dây ở đây. Không sử dụng được cái boost nhanh rồi. Ok. Cái gì vậy? Sniper. Một vài vật thể có thể hack được để có thể hạ gục mấy thằng lính. Ok, thử nha. À hack thẳng trực diện cái kia luôn. Giật điện chết. Xa thế. Hiểu đi du lịch ở Bà Nà Hill ấy. Mà không phải đi bằng cái cái này mà chúng ta bay thẳng lên luôn. Rồi hạ gục thằng sniper rồi đập hai con kia. Nhưng mà how to do this? Lại hack tiếp à? Ok chưa? On your signal lên. Đây rồi. Mày. À cái bộ Robin này, cái bộ suit của Robin là mình thay, chứ không phải là bộ mặc định nó như thế đâu. Các bạn nãy các bạn xem cutscene với cả cái bộ vừa rồi có thể trông khác nhau. Bởi vì mình thay trang phục. Có bad girl là không có trang phục cay thế. Bên thằng Joker tấn công cái bọn lính, à bọn cảnh sát này. Bắt Gordon luôn. Ủa.
few scratches. How's the hostage? A little shaken up, but he's okay. He says the Joker ambushed them at GCPD. He's got other hostages. Joker tấn công vào cái tổng cơ sở của cảnh sát GCPD. I'll find high ground to scan for more hostages. Nên rồi bắt cóc ông Gordon luôn. Thì chúng ta sẽ phải lên cái vùng cao hơn để có thể scan cái bọn con tin. Vẫn còn con tin. Còn công việc của Robin là sẽ đi kiếm thằng Joker. Thế sao không cho mình đi kiếm Joker ta? À. Ê, mình vẫn còn nhớ cái này, vẫn còn nhớ cái combo này. Sợ. Bé ơi, ngủ ngoan nhé. Ok. Ok, này cái gì đây? Ồ. Đi sang bên này. Hết chưa? Rồi sao nữa? À đây có đường trên này, vãi. Xem nào. Rồi, không có chỗ nào hách não cả. Đây, đi thẳng vào đây luôn. Wrap up cho. Ủa đông quá nhỉ. Cái gì đây? Một vài vật thể có thể hack, để có thể hack được, để có thể gọi là gây tác động lên cho bọn lính nhỉ. Ok, thử nhá. Rồi, xuống. Ồ, check down kiểu này luôn. Check down kiểu này luôn, hay. Let's go. Bad girl, it's bad girl here, motherfuckers. Ui ôi, vãi, mới vào nó hút mình. Thằng chó. Mày đánh nào. Mới vào đánh có vẻ khá dễ. Khởi đầu của Batman đúng không ạ, không vậy? Vẫn còn nhớ combo này. Yeah. Mà badass vãi càng. Xem nào. Ok, hack cái này. Úi dồi ôi. Lại hack não thế à? Password gì ngắn củn này. Wield là cái deck của mình chả biết nữa. Để mình chơi dần dần lấy lại được cái cảm giác lại. Còn mấy tháng rồi không chơi quên. Gọi xong chả nói gì. Định nói gì không nói nữa. Ditto. Select Batclaw. Batclaw. À để kéo cái này ra. Đó. Yeah. Lên thui. À, đã thấy lính trên này rồi. Lots of guns here. I need to find a less direct. Nhiều súng ở đây. Rồi, hack thử cái này. Rồi. Vãi, bọn nó soi đèn thẳng vào mặt mình mà bọn nó không biết. Các bạn thấy bọn nó ngu không? Hai thằng đúng ngu luôn. Vỡ mồm luôn. Ai đây? À. Cảnh sát à? Vãi. Nhìn rõ như thế mà chúng nó không nhìn thấy mình là sao ta? Hơi phi vô lý một tí. Quên. Hơi vô lý, còn bảo phi vô lý, quên mất. Rồi phải làm gì đây? Lên nữa. Cao thế. Batgirl, I may have something here. I'm picking up traces of charcoal and potassium nitrate. Explosives? That's my guess. Great. Let me know what turns up. Let's hope nothing. Đây là trên mái nhà luôn rồi. Thằng kia bảo có thấy dấu vết của chất nổ. Robin nó báo cáo lại. Không biết có chuyện gì đang xảy ra. Hy vọng là đừng liên quan đến bom mìn, bom nguyên tử. Ủa cái gì đây?
Hả, lại do tín hiệu. Lại Harley Quinn. Yeah, 200 years ago. I concur, my lady. Do you? I do. Kiểu nãy bảo có một vài người sinh ra để annoying, gây khó chịu lắm mồm. Có chỗ nào đâu ta? Đây đây đây, tín hiệu đây. Rồi. Có mấy chỗ tất cả nhỉ? Mình không rõ nữa. Ba chỗ. Rồi, ba chỗ tất cả. Ôi, ném phát bay trả về. Xịn hết. Đã có địa điểm của ba thằng có tin à? Ba có tin. You let me know what turns up. And be careful out there. À, chúng ta có tầm nhìn cứ gần đến, gần nhất thì quất thôi, đúng không? Này, chỗ này gần hơn này. Mình thấy Batgirl tỏa ra một cái vẻ rất là sexy. Thật đấy, không đùa. Woo! Đã. Kiểu bay cũng khá giống người rơi, không khác máy, khác mấy. Có bây giờ làm gì ta? Đây mình thấy có một cái chỗ nào bắn được không? Chứ chẳng ai kẹt trên này à? Ô kẹt này. Vãi. Rồi, lại xuống đây vậy. Chứ không xuống được thẳng chỗ kia. À, xuống được. Tại mình cố tình mình không xuống. Đấy, kiểu bay giống yên người rơi. Xem nào, có gì hot không? Ba thằng. Ở dưới này chỉ có ba thằng thôi. Hy vọng là vậy. Kiếm cách xuống cứu mới khó. Cứu kiểu gì các ông? Cứu các ông kiểu gì đây? Ơ, buồn cười nhỉ? Game, what the fuck? Ôi, bỏ mẹ. Qua chỗ khác. Không cứu được thằng này, mình cứu thằng khác. Ôi, trời ơi, nó phát hiện mình rồi. Ai ui. Thối đầu ngay. Bam, bam. Bam. Trời ơi. Xem nào, có gì đáng để hay không? Ủa, chạy cái gì vậy? Nó mới chạy cái gì vậy? Không, cái này là cái gì? Cái này là cái gì đây? À, có cái gì ở dưới này đây? Vãi! Đờ hợi. Dẫm vào phát nữa em à. Thử xem nào. Cái này giải quyết được cái gì không? Hay nó chỉ là cái trò chơi thôi? Thôi mà công nhận cái này đi có vẻ hơi rộng.
đi hơi rộng, bắt kiểu bắt mình phải nghiên cứu các thứ. Rồi hạ mấy thằng này xong cũng không hẳn là giải quyết được một cái gì đấy, cày thế nhở. À, lại ra mấy chỗ khác thôi mà. Ế đều à? Hiện tại anh đang không muốn gây sự, anh chỉ muốn đi cứu con tin thôi, anh không có rảnh háng đi đánh nhau ở chú. The Joker's got the Ferris wheel rigged. I don't know what he's up to, but I better secure the area before I free the hostages. Rồi, dọn mấy thằng này trước đã, trước khi mà có thể bảo vệ được cái khu này. Bad fake, nó gọi mình là bad fake, thằng khốn nạn này. Tao là bad girl. Ô, nó không cho ra khỏi đây à? Thế mình lên chỗ thằng này kiểu gì ta? Không lên được chỗ ông kia. Không lên được chỗ thằng này rồi. Được không? Đếch lên được. Thế phải chịu rồi. Ok. Bắt đầu hạ gục some bitches. Cái này cái gì đây? Cái gì ấy? Phải lên hạ thằng ô này mà. Ôi, chết, nó phát hiện. Ồ, lên thẳng được thằng này luôn. Thằng chó ấy, thằng chó ấy. Ôi, ôi, bạn này, 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 bạn này. Bình tĩnh, bình tĩnh, bạn này. Đau vãi. Đợi. Còn thằng che này á. Còn mình quên mất có tận mấy thằng. Khốn nạn vãi. Ở vãi, nó không cho quay lại. Nó không cho đi ra ngoài rồi. Cái này hạ mấy thằng sniper kiểu gì, làm sao lẻn được ra chỗ bọn nó. Đây 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 đây. Có thể đứng từ hai bên được. Mày láo. Rồi. Mày rồi, nice, chết chưa? Hy vọng chết hết rồi. Ok, nhà này chết hết rồi. Cái này cái gì đây? Cần gạt để làm gì đây? Ui giời ơi, làm kiểu gì mà lại đông thêm này trời. Ui. Kiếm Joker thôi. Thằng kia nhiệm vụ kiếm Joker. Mày ghét rơi, đấy là việc của mày. Còn việc của tao, tao cứ hạ mày thôi. Én. Một thằng. Rồi. Ôi, con này nó có thêm cái phản xạ. Én. Ôi. Woo! Woo! Woo!
Ok. Cái này hơi mệt. Đi đi, để tao hạ. Ok. Nãy mình nói dễ đúng không? Cho mình rút lại. Đoạn này hơi khó. Rồi. Bốn cu. Đầu. Rồi, một em. Có một em nữa. Én. Bắn đi, bắn tao đi. A hi hi. A hi hi, mày lên đây, mày lên đây. Mày lên đây. Mày lên đây. Yeah. Hack the terminal. Rồi. Shit. Hack kiểu gì? Ui. Cái này quay điên vãi, gần hỏng rồi. Rồi xong hack được ta. Mình chọn đúng chưa vậy? À đây rồi ơi. Phải mở nó ra vãi. Xong mới hack được. Trời ơi. À đây đây. Mấy ông tù nhân chắc ở đây rồi. Chúng có phải ở trên này chứ đúng không? Chưa, mình cũng không thoát được ra. Mình không thoát ra được. Đây. Ok rồi. Ra đi mày. Vậy. Nó quay như thế. Chết. Chết giờ. Rồi. Từ từ nhá. Slow down, easy. Ở đây nhanh tí. Vẫn phải còn người nó mới cho tiếp làm này chứ. Rồi, hai thằng. Tất cả đều trong trạng thái buồn lôn. Hết chưa? Ồ, hết rồi. Yeah. Đấy, nãy mình bảo liên quan đến bom mà. Ok. Ơ, thế là chỉ cứu, mình chỉ phải, việc phải cứu một trong ba chỗ thôi à? What the fuck? Vụ này mới nha. Hey, con Bad Girl này nó cũng có cái hệ thống kiểu xài cái này liên tục. Xài cái gọi là cái gì mình quên bố ơi. Hàm cá mập. Ok. Let's go. Đây rồi. Úi dồi ôi, thối đầu. Úi dồi ôi. What bạn nè. Yeah. Chỉ thích mỗi combat. What? Yeah.
mày như là rơi. Xong. Yeah, high five. High five cái. Rồi. Deactivate the bomb. Okay. This might be tricky. Oh, this might be tricky là vỡ mồm rồi. Chết chết chết, đến thời gian. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Yeah. Ôi, bắt mất khẩu sai. À. Help me. Chết rồi. Chết rồi, 10 giây. 10 giây. Chết rồi, chết rồi. Rồi. Yeah. What the fuck? Ờ. Không kịp. Shut the fuck up. Bố làm được rồi, nổ. What the fuck? Đúng bữa luôn. Mở được phát accepted, nổ luôn. Wow. Yeah. Charlatan. Xong. Đã thành công. À đấy, công việc vẫn phải đi, vẫn phải làm thôi. Làm gì có chuyện bỏ con tin được. Nào đi tiếp nào. Cái gì ấy? Đợi. Rồi, lại khu khách não rồi. Đậu phộng, đậu xanh, đậu rau củ quả. Mấy ngày cứu kiểu gì trời. Xem đây có gì không. Để mình xem nào. Explosive gel đúng không? Let me ask you something, Batgirl. Why would anybody follow Batman? Why, he's nuttier than a squirrel pie. Úi. À lại đánh nhau tiếp rồi. Mày biết đánh phụ nữ là sai lầm không? Hả? 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 Bà là bà oánh mày chết. Nhỡn với bà. Chơi lầy với bà. Chơi lầy với bà. Chơi lầy, chơi lầy, chơi lầy, chơi lầy, chơi lầy, chơi lầy, chơi lầy. Combo 19 rồi. Cho lên 30 nào. Ôi dồi ôi, mất combo rồi. Thằng khốn. Tại vì sao mày chết. You little shit. À ui. Đấm hơi nhiều ấy. Lại phát nữa. Này oánh bao giờ mới xong. Ôi dồi ôi, xong rồi. Nó gọi mình là bad fake kìa. Nghe khốn nạn vậy. Ôi thế này bao giờ mới xong. Mỏi tay quá trời ơi. Mày. Mày. Chết. Rồi. Xem nào. Cho nổ được không ta. Come on, come on. Oh shit. Oh my god. Ờ, lại có rắc rối tiếp. Mình cứ như là chạy xô ấy, khổ quá. Nào đi đâu nào. Như là chạy xô. Đến mệt công. Một phút thôi. Ồ, làm gì lên tận đây này trời. Cái gì đây.
Thôi hurry up. Cứ chạy vào đây đã. Nhanh nào, nhanh nào. Something's going on here. Đeo rồi. Come on, come on. Hurry up. 7 giây thôi. Ui, khó thế. Frank. Ui dồi ôi, khó thế này. Sao trời. Oh my god. Oh shit. Mấy pha mệt vãi. Ok. Here we go. Cứu được ông bố đâu phải dễ đâu trời. Đối mặt với tội phạm. Ôi lần này đúng nhiều luôn. May lần này có Robin nữa. Đùa check down cho nhanh. Gì thế bạn? Rồi thằng medic kìa tròn đòn. Biến. Robin ngầu vãi, cầm gậy đánh đúng sướng luôn. Tề Thiên Đại Thánh, Đại Náo Thiên Cung. Thối đầu bạn nè. Úi xời, gõ gậy kìa. Úi dồi ôi, oánh mà nảy cả người lên. Đã gì đâu. Ai. Rồi. Lại khí ga, khí độc. Khổ quá, đúng gơn chạy sâu.